Tết là ăn, ăn, ăn từ bàn này qua bàn khác. Ăn nhiều thấy lo, lo, lo nặng nề từ bàn nọ đến bàn kia. Ước gì ăn chẳng âu lo cho Tết nhẹ bay. Uống ngay trà Ô Long Tea Plus chứa OTPP, hạn chế hấp thu chất béo cho cơ thể nhẹ nhàng, đón Tết nhẹ bay. Trao ngay Tea Plus cho Tết nhẹ bay, xuân nhẹ dáng.